Chào mừng bạn đến với Bạn Có Biết của OneCat Việt Nam. Trong video này thì chúng ta sẽ nói về Navisworks Issue Add-in và những cái điểm mới đã được cập nhật cho Navisworks Issue Add-in. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video. Để có thể sử dụng được cái add-in là Navisworks Coordination Issue Add-in đó, thì chúng ta cần download cái ứng dụng này về và chúng ta có thể download trên cái trang là app.autodesk.com. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ có một số lưu ý như sau. Thứ nhất là Navisworks Coordination Issue Add-in chỉ hỗ trợ cho phiên bản Navisworks từ 2020 trở lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Navisworks Add-in sẽ cho phép chúng ta có thể là tạo ra issue, chỉnh sửa cũng như là phản hồi cái issue trực tiếp trong Navisworks. Và cái thứ ba, trong quá trình làm việc với add-in này nó sẽ không ảnh hưởng tới dữ liệu của mô hình chúng ta. Và điều kiện để có thể sử dụng được cái add-in này thì chúng ta sẽ cần có license của BIM Collaborate cũng như là license của Navisworks. Đó là điều kiện tối thiểu nha mọi người. Và để có thể sử dụng một cách tốt nhất thì chúng ta sẽ cần có license của BIM Collaborate Pro cũng như là license của Navisworks Manage. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu quá trình demo cho mọi người xem về cái add-in này ha. Ở đây mình đang mở sẵn cái phần mềm là Navisworks Manage 2023. Rồi, nếu như mọi người đã tải cái add-in này về, mọi người sẽ có cái tab ở đây. Để mở phần model lên review thì chúng ta sẽ vô phần open ở đây. Chúng ta chọn open. Cái add-in này nó sẽ cho phép chúng ta có được quyền truy cập vô cái Coordination Space này. Đây là một cái tính năng nằm trong model coordination thuộc nền tảng Autodesk Construction Cloud ha. Rồi mình chọn dự án nè, chọn đúng cái Coordination Space của mình ở đây. Rồi, ở đây mình sẽ có những cái model theo từng view nha, hoặc là mình có thể chọn những cái view mà mình đã tạo sẵn. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn mọi người cách tạo ra những cái view này rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái view này. Bây giờ mình sẽ open. Ok, cái view của mình được load xong rồi ha. Bây giờ mình xem đây, mình zoom lên xem. Rồi, trong cái view này hiện tại nó đang có ba cái model, mọi người thấy ở đây ha. Bây giờ mình gọi là mình chạy cái chat load cho nó. Mình sẽ vô đây. Rồi, mình sẽ chọn test. Rồi, chọn bây giờ mình sẽ chạy một cái last liên quan tới đối tượng tường với đối tượng đường ống nước đi. File ở đây. Rồi mình run. Ok, run. Rồi, nó đã chạy trong cái phần last ha. Ok, nó đã chạy trong phần last rồi. Rồi, với cái add-in này nó còn bổ sung cái này là bình thường trong Navisworks ha. Rồi với cái add-in Navisworks con này á, coordination issue add-in á, mình có thể tạo ra những cái group. Bây giờ mình sẽ tạo group ha. Đây mình có test này nha. Bây giờ mình sẽ tạo group theo đối tượng tường đi. Như mọi người thấy đây nè, nó đang chất lát theo từng đối tượng này. Tường với đường ống nè ha. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái group là theo group theo tường, mỗi cái đối tượng tường này nó đang được check với, nó đang gọi là nó đang xung đột với bao nhiêu đối tượng đường ống. Rồi mình sẽ tạo group này. Rồi test ha. Rồi mình sẽ chọn ở đây là item đi. Kiếm cái mục là item. Item. Rồi. Mình sẽ chọn kiếm cái mục là name, là tên. Rồi. Group theo nào? Bây giờ mình sẽ chọn, bây giờ mình bỏ này ra, toàn là mình theo cái ai là model của bên kiến trúc nha. Đó, ở đây hiện tại nó đang hiển thị là 36 cái group nè. Bây giờ mình sẽ group. Ok, sau khi group xong á, mọi người nhìn bên đây nè, nó thay đổi rồi nha. Bây giờ mình sẽ xuống mình xem, nó đang group theo từng nhóm nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Bây giờ mình list dùng cái nhóm. Đó, nó đang hiển thị cho mình group theo nhóm. Rồi, mình chọn khác nè. Và trong quá trình review á, ví dụ như mình thấy cái nhóm này rồi đúng không, mình sẽ tạo ra một cái issue. Mình tạo ra issue bằng cách mình vô cái phần này, manage issue này. Rồi mình tạo ra một cái issue nha, mình chọn create issue qua đây. Rồi mình tích chọn qua đây ha. Rồi, đây là đối tượng đường ống
đụng đối tượng tường. Do đó bây giờ chúng ta sẽ cần yêu cầu là tạo ra những cái lỗ mở, đúng không? Thì mình có thể đổi thông tin ở đây phần miêu tả nè, vui lòng cập nhật lỗ mở. Ok rồi, mình có thể gán vô là ai cần xử lý vấn đề này. Ở đây mình sẽ gán như cho bạn hệ thông đi, watcher là người theo dõi, là thông và mình. Okay. Đó. Rồi bên cạnh đó mình có thể là thiết lập ngày thực hiện, khi nào thực hiện, tại thời điểm này, kết thúc. Đây. Rồi ok, đây nó screenshot ra cho mình luôn rồi ha. Rồi mình sẽ có issue 85 này. Thì sau khi mà tạo xong issue này á, thì tự động issue này sẽ được đồng bộ lên nền tảng web. Cũng như là nếu như các bạn thông á, vừa được gán vô á, bạn mở cái mô hình Revit lên, sau đó bạn refresh đồng bộ dữ liệu về thì bạn cũng sẽ thấy được issue này đó để làm việc ha. Bên cạnh đó thì cái issue này cũng sẽ được báo qua email cho bạn thông luôn. Ok, vừa rồi là một phần demo ngắn cho mọi người về cách sử dụng của Navisual Coordination Issue Add-in. Nếu mọi người có thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.